Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của tính mới lạ. Tính mới có nghĩa là gì? Mới lạ là một sự mới mẻ hoặc chất lượng làm mới. Bạn sẽ thường nghe mọi người nói về sự mới lạ của một trải nghiệm mới. Hãy tưởng tượng sự phấn khích và dự đoán về việc mở một cuốn tiểu thuyết bạn chưa từng đọc trước đây để giúp ghi nhớ từ này. Nhưng mới lạ cũng có nghĩa là thuật ngữ cho một đồ chơi hoặc đồ trang sức thường được sản xuất hàng loạt. Sự mới lạ có nghĩa là gì trong kinh doanh? Trạng thái hoặc chất lượng của tiểu thuyết mới hoặc duy nhất, tính mới của một công việc mới, một sự xuất hiện mới lạ, kinh nghiệm hoặc tiến hành, những lời châm biếm của anh ta đã không còn là một sự mới lạ thú vị. Điều gì được gọi là mới lạ? Một mặt hàng mới lạ, một đối tượng được thiết kế đặc biệt để không phục vụ mục đích thực tế và được bán vì tính độc đáo, hài hước hoặc đơn giản là một thứ gì đó mới, do đó mới lạ hoặc mới mẻ. Thuật ngữ này cũng áp dụng trong các mặt hàng thiết thực với các bổ sung huyền hảo hoặc không có chức năng, chẳng hạn như dép mới lạ. Tính mới của một dự án là gì? Như từ cho thấy, tính mới có nghĩa là độc đáo và duy nhất trong chủ đề nghiên cứu và cách tiếp cận của bạn. Do đó xác định một câu hỏi nghiên cứu mới, hấp dẫn và nguyên bản là điều cần thiết trong một dự án học thuật. Tính mới của công việc của bạn là gì? Một sự mới lạ hoặc reinvention kiểm tra đảm bảo một mức độ nhất định của sự độc đáo trong công việc của bạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là luận án của bạn phải hoàn toàn nguyên bản. Bạn có thể đề cập đến một chủ đề tương tự, miễn là cách tiếp cận của bạn khác. Một mục đích khác của kiểm tra tính mới là để đảm bảo rằng luận án của bạn có liên quan. Tính mới trong tâm lý học là gì? Chất lượng của sự mới mẻ là khác thường. Đây là một trong những yếu tố quyết định chính hướng sự chú ý trong hành vi của người tiêu dùng. Sự hấp dẫn đối với sự mới lạ được thể hiện như một mong muốn thay đổi, ngay cả khi không hài lòng với tình huống hiện tại. Tính mới trong luật sáng chế là gì? Novelty thu được sự, Latin novus có nghĩa là mới. Tuy nhiên, tính mới trong một sáng chế là một phần của thử nghiệm pháp lý để xác định xem một sáng chế có được cấp bằng sáng chế hay không. Một hiệu ứng mới lạ là xu hướng hiệu suất ban đầu được cải thiện khi công nghệ mới được thành lập. Một số phát minh có thể được cấp bằng sáng chế. Kích thích mới lạ là gì? Một kích thích mới đặc biệt được sử dụng trong các điều kiện bất thường, gây ra phản ứng chung định hướng và phản xạ thận trọng sinh học. Tính mới lạ như một tác nhân kích thích gây ra các phản ứng đặc biệt phản ảnh kinh nghiệm bẩm sinh hoặc có được của động vật. Làm thế nào để bạn tìm thấy sự mới lạ trong nghiên cứu? Cách tốt nhất để làm nổi bật tính mới trong nghiên cứu của bạn là so sánh nó với công việc được thực hiện bởi người khác và chỉ ra những điều mà nghiên cứu của bạn chưa từng làm trước đây. Ý nghĩa của sự mới lạ liên quan đến một sản phẩm hoặc một quá trình là gì? Tính mới tương đối của sản phẩm là cao nếu nó là một sản phẩm hoàn toàn mới để phát triển. Tính mới tương đối cao, các quy trình thiết kế thường có nghĩa là không có kinh nghiệm hoặc kiến thức về quy định thiết kế. Làm thế nào để bạn viết một tuyên bố mới lạ? Mỗi bộ biểu diễn phải bao gồm ở mặt trước của tờ đầu tiên một tuyên bố xác định rõ tính năng mới lạ của thiết kế về mặt, hình dạng, cấu hình, mô hình và hoặc trang trí. Tính mới của nghiên cứu là gì? Tính mới của một nghiên cứu có thể là một định nghĩa rộng như Barack Cohen 2017 đã trích dẫn. Nó có thể bao gồm từ việc chứng minh một hiện tượng được thiết lập tốt trong một hệ thống mới để kiểm tra một giả thuyết không có tiền lệ trong tài liệu. Nói một cách đơn giản có nghĩa là điều chưa từng được thực hiện trước đây. Làm thế nào để bạn sử dụng tiểu thuyết trong một câu? Tiểu thuyết trong một câu. Thứ nhất,
hãng phim đang tìm kiếm các khái niệm mới lạ để biến thành phim truyền hình gốc. Thứ hai, bởi vì con gái tôi hiếm khi làm bất cứ điều gì mới lạ như một việc vặt và không được nói, tôi chắc chắn cô ấy muốn một cái gì đó từ tôi. Thứ ba, Jim luôn có thể tìm ra những cách mới lạ để tận dụng các thiết bị hỏng xung quanh nhà. Thủ tục ưu tiên của mới lạ là gì? Sự thích sở thích mới lạ đề cập đến thực tế là trẻ sơ sinh có nhiều khả năng chú ý đến các đối tượng hoặc người mới hơn những đối tượng mà chúng đã thấy trước đây. Có thậm chí một trí tuệ trẻ sơ sinh được dựa trên khái niệm và các biện pháp này thực sự mới lạ. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.